Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Rối mù nhân sự đại hội 13, Trọng Phúc Ngân giành nhau quyết liệt. Các lãnh đạo chóp bu trong Bộ Chính trị của Việt Nam vừa có một tuần làm việc với các địa phương tập trung bàn về phương án nhân sự cấp ủy cho tương lai. Toàn bộ tập thể Bộ Chính trị dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào sáng ngày 19 tháng 9 năm 2020. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 19 tháng 9 năm 2020 trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng giữa, bên trái ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, còn bên phải ông là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh, người dự kiến sẽ là Chủ tịch Hà Nội thay cho ông Nguyễn Đức Chung. Trước đó, vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, Bộ Chính trị Việt Nam đã quyết định điều động phân công ông Chu Ngọc Anh thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và nhận công tác tại Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Phó Bí thư. Dự kiến ông Chu Ngọc Anh sẽ sớm trở thành Chủ tịch Hà Nội để thay cho ông Nguyễn Đức Chung đã bị khởi tố và bắt giam. Theo Thông tấn xã, kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng nếu nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay thì Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và yêu cầu cao như bây giờ. Muốn vậy, phải xây dựng đảng, xây dựng con người, xây dựng tổ chức, kỷ cương, kỷ luật, làm ăn bài bản, có kiểm tra, phân công trách nhiệm rõ ràng, làm được thì thưởng, không làm được thì phạt, vi phạm thì xử lý. Bên cạnh đó, thông cáo chính thức đã tiết lộ các nhóm công tác của Bộ Chính trị đã tiếp tục làm việc với các địa phương về nhân sự trong tuần từ 14 đến 19 tháng 9. Nhóm 1 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương. Nhóm 2 do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì làm việc với Đảng bộ các tỉnh Bình Định, Hậu Giang, Phú Yên, Ninh Thuận, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên. Nhóm 3 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh Bắc Giang, Quảng Bình, Cà Mau, Đắk Lắk, Tây Ninh và Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Đây là hình ảnh Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2020. Tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và một số bộ ngành Trung ương. Và trước đó, các đoàn công tác của Bộ Chính trị đã làm việc tương tự với các địa phương. Và như vậy, tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2020, Bộ Chính trị đã làm việc với 63 trên tổng số 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Và Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đua tầm mã vào ghế Tổng Bí thư, nhà bình luận và nhà báo David Hood, nhà quan sát chính trị Việt Nam đã đưa ra một số nhận định trong bài viết đăng trên tạp chí The Diplomat vào ngày 14 tháng 9 năm 2020. Bài viết nói Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được lên lịch sẽ diễn ra vào tháng 1 là điều gần như không thể trì hoãn bất kể đại dịch viêm phổi Vũ Hán có diễn biến như thế nào. Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới gồm 180 ủy viên sẽ được 1.600 đại biểu toàn quốc bỏ phiếu bầu chọn và các cơ quan chính trị quan trọng nhất sẽ thay đổi nhân sự. Tác giả mô tả về những đồn đoán hợp nhất vai trò Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, điều đã từng xảy ra khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. Đây là hình ảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Một số nhà quan sát thì cho rằng việc hợp nhất hai ghế vào lúc đó trước hết là một động thái của ông Trọng nhằm nắm giữ quyền lực tối đa. Những người khác thì cho rằng đây là việc làm tiện lợi xảy ra vào giữa lúc nhiệm kỳ khi xáo trộn sẽ gây bất ổn cho Bộ Chính trị vốn đã bị mất người. Nhưng việc sáp nhập hai chức vụ có ý nghĩa nhất định đối với lợi ích lâu dài của Hà Nội. Rõ ràng Việt Nam đang điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của mình chặt chẽ hơn với các đối tác phương Tây và các nước dân chủ, và Hà Nội đã cải thiện đáng kể quan hệ với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong cả thập kỷ qua và đã phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do rất quan trọng với Liên minh châu Âu trong năm nay. Tuy nhiên, vấn đề là các chính phủ dân chủ không chắc chắn về cách tiếp xúc với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân vật quyền lực nhất đất nước. Ông David Hood đã nhận xét như vậy. Còn về mặt ngoại giao chặt chẽ, theo tác giả, người đứng đầu đảng không đại diện cho nhà nước hay chính phủ. Vì vậy, việc các chính phủ phương Tây chào đón người đứng đầu Đảng Cộng sản trong chuyến thăm cấp nhà nước sẽ thể hiện sự chấp thuận ngầm đối với hệ thống độc đảng toàn trị của Việt Nam. Đây là một tình huống mà chính phủ Hoa Kỳ phải đối mặt khi ông Trọng đến thăm Washington vào năm 2015.
chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, để lãnh đạo đảng cũng nắm ghế chủ tịch nước thì giải quyết vấn đề này tương tự như Lào và Trung Quốc đã cách đây nhiều năm, tức là tạo điều kiện để dễ dàng hơn cho công tác kiểm soát chính sách đối ngoại và đối thoại chính phủ với các nước phương Tây. Tác giả đã giải thích như vậy. Và cũng trong lúc này, cuộc đua tam mã cũng đang diễn ra. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng nắm tay ông Trần Quốc Vượng trong một cuộc họp của Bộ Chính trị. Tác giả cũng đưa ra nhận định về cơ hội từng ứng viên như sau. Ông Trần Quốc Vượng, cánh tay phải của ông Trọng và là thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, là người dẫn đầu nếu ông Trọng thôi chức sau hai nhiệm kỳ trong những tháng tới. Thế nhưng, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được nhiều nhà quan sát cho là có ứng viên sáng giá để có ghế Tổng Bí thư. Ông Phúc cũng đã cải thiện đáng kể năng lực của Việt Nam trong 4 năm qua và đã giành được nhiều lời khen vì đã xử lý được đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong đó, Việt Nam đã không ghi nhận trường hợp tử vong nào cho đến cuối tháng 7. Một ứng cử viên khác cho ghế Tổng Bí thư là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ chính trị lớn trong lịch sử gần đây của Việt Nam. Là Chủ tịch Quốc hội từ năm 2016, bà Ngân nằm trong cái gọi là tứ trụ, mặc dù ghế này thường được coi là ít quyền lực và ý nghĩa nhất trong 4 chức vụ. Mặc dù bà Ngân được cho là đang tham gia vào cuộc đua, nhưng có ý kiến cho rằng đảng chưa sẵn sàng cho một nữ Tổng Bí thư. Thật vậy, vấn đề này Việt Nam đã tụt hậu 6 năm so với các nước láng giềng cộng sản là Lào, nơi bà Pani được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội Lào vào năm 2010, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được một vị trí quyền lực ở Viên Chăn, tác giả viết. Tuy nhiên, không nên xóa bỏ khả năng đảng sẽ có lãnh đạo là nữ. Về mặt kỹ thuật, bà Ngân đứng thứ hai trong Bộ Chính trị sau ông Trọng, và bà là một trong số ít thành viên đã ngồi trong cơ quan chính trị chóp bu này trong hai nhiệm kỳ, nói chung là điều kiện tiên quyết cho ghế lãnh đạo của đảng. Và tác giả cũng lập luận rằng chính ông Trọng cũng từng là Chủ tịch Quốc hội trước khi ông ngồi ghế Tổng Bí thư vào năm 2011, tức là đã có tiền lệ cho con đường thăng tiến này. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Tuy nhiên, nhà báo David Hood đã mô tả có điều gì đó có thể có lợi cho bà Ngân, nhưng có thể là không, là vì bà ấy hơi thiếu điều ông Trọng gọi là hấp lực chính trị. Và không rõ là bà ngồi ở đâu trong cỗ máy của đảng, bà có phải là một nhà kỹ trị như ông Phúc với mục tiêu là nâng cao năng lực của chính phủ hay không, hay bà thuộc phe nặng về tư tưởng của ông Trọng, vốn bị ám ảnh bởi việc tái khẳng định giá trị đạo đức và nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản. Và liệu bà có phải là một người theo chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc, người muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Washington để bảo vệ lợi ích lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông khỏi âm mưu bành trướng của Bắc Kinh hay không? Hay là bà ngả về phe thực dụng trong cuộc tranh luận khi muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đảng với Bắc Kinh và đi dây giữa các siêu cường? Nhưng vì bà không được coi là ngả về phe nào trong bối cảnh đảng có khuynh hướng khác nhau, nên bà có thể sẽ trở thành một ứng cử viên lý tưởng nếu người ta coi cân bằng lợi ích là cách tốt nhất, tác giả đã viết. Và nhà bình luận David Hood cho rằng, ở độ tuổi 66, nay bà Ngân có thể tiếp tục, mặc dù quá tuổi nghỉ hưu dự kiến là 65, vì đã có những thay đổi về quy định hạn chế độ tuổi không áp dụng cho chức vụ Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ tới. Điều đó có nghĩa là ông Phúc và bà Ngân cùng 66 tuổi và ông Vượng 67 tuổi, cánh tay phải của ông Trọng đều đủ điều kiện để ngồi ghế Tổng Bí thư. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là ứng cử viên sáng giá nếu vẫn duy trì mô hình Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Tuy nhiên, có những gợi ý rằng giới hạn độ tuổi cũng có thể được dỡ bỏ đối với các chức vụ khác. Có vẻ như ngày càng khó xảy ra, nhưng ông Phúc và bà Ngân có thể được phép tiếp tục ở chức vụ hiện tại vì họ mới chỉ nắm được nhiệm kỳ nằm trong Bộ Chính trị, và nếu gạt được các quy định hẳn thì bà Ngân có khả năng nắm ghế Chủ tịch nước. Tuy nhiên, theo tác giả, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng điều đó khó xảy ra và rằng bà Ngân vẫn xếp hàng sau ông Phúc và ông Vượng. Và vấn đề không hẳn ở chỗ bà là nữ, mặc dù đối với một số người thì là có vấn đề, mà là bà thiếu kinh nghiệm hành chính và chính sách đối ngoại của ông Phúc, cũng như sự hậu thuẫn từ người thầy đầy uy quyền dành cho ông Vượng. Việc bà là người miền Nam và chức vụ Tổng Bí thư hầu như luôn thuộc quyền về người miền Bắc, như ông Vượng chẳng hạn, cũng là điểm bất lợi cho bà Ngân. Ông Phúc, người gốc miền Trung, ít gây tranh cãi hơn. Dự đoán của riêng tôi là ông Vượng sẽ ngồi ghế lãnh đạo đảng nếu hệ thống tứ trụ tái diễn. Nhưng ông Phúc sẽ được chấp nhận nếu có sự hợp nhất vĩnh viễn giữa người đứng đầu đảng và người đứng đầu nhà nước. Một phần bởi vì ông có nhiều kinh nghiệm hơn ông Vượng trên chính trường quốc tế. Tuy nhiên, bà Ngân thì có khả năng chen vào nếu ông Phúc và ông Vượng bị coi là quá chia rẽ. Nếu bà Ngân không nhận được chức Tổng Bí thư, tác giả cho rằng bà sẽ được dự kiến rời Bộ Chính trị vào năm tới. Thật ra, trong số 3 ứng viên chính,
hai người không được chọn có khả năng sẽ nghỉ hưu. Và nếu bà Ngân đi tiếp thì câu hỏi đặt ra ai sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Quốc hội. Một số chuyên gia thì cho rằng bà sẽ được thay thế bởi một phụ nữ khác để thực hiện cam kết rõ ràng của Đảng về sự bình đẳng hơn. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu tại Singapore đã viết vào tháng 5 rằng người kế nhiệm của bà có thể sẽ là bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương, hoặc ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương. Ông Hiệp nói thêm rằng nếu Đảng muốn duy trì một đại diện nữ ở vị trí tứ trụ, bà Mai sẽ nắm ghế này. Nếu kinh nghiệm được đặt trên giới tính, ông Chính có cơ hội tốt hơn. Tác giả đã trích dẫn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay 22 tháng 9 năm 2020 với bản tin Rối mù nhân sự Đại hội 13, Trọng Phúc Ngân giành nhau quyết liệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.